xem Mỹ đó phải không? Fuck. Xin chào các bạn, mình là Phước Bé và hôm nay chúng ta chơi game The Parking Lot. Đây là bãi đỗ xe. Con game này nhìn khá cũ kỹ nhưng mà thực tế là nó mới được làm ra đây thôi. Mình không giải thích gì nhiều. Mình là một thanh niên giàu có, giàu có một chiếc xe và mình đỗ xe ở đâu rồi nhỉ? Những ca để ok đấy, mình là một thằng giàu số. Và mình đã đỗ xe ở ok. Dạ gà ơi, xuống mày ơi. Sao là những ca nhỉ? Có hiểu. Nói chung là mình là một thằng giàu số, mình đỗ xe ở đây. Bây giờ mình đang đi kiếm xe. Mình nói hiện xe mày đấy hãy. Ok. What the fuck? Xe mày cái đéo gì vậy? Mình thề rằng nó vừa ở đây. Ok. Sao mình qua đó không được nhỉ? Đấy. Ta có gì đây nào? Một cái cần gà. Cái này giống cái máy phát điện cái hề. Ok đó. Nói chung là con game này nó như thế đấy các bạn à. Ôi chuyện gì mình nổi da gà nữa rồi. Đây hề. Phải chắc chắn đó là xe mình nhá. Có ai đó đang nhất định đang đùa cợt với mình. Giờ lại xuống đó à. Ok. Xuống thì xuống thôi. Hy vọng không có chuyện xấu gì sẽ xảy ra nhỉ. Đó. Ai vậy? Cái này không vui đâu nhá. Ok. Nghĩ chắc mình phải nên đi theo cái ánh sáng. Ồ mình chạy được. Ồ phát game này chạy được. Ô game này mà chạy được là các bạn xong rồi đó. Game nào mà chạy được là các bạn coi như xong rồi đó. Xem Mỹ đó phải không? Fuck. Mày là ai? Ông là ai? Tại sao ông đi được xuyên xe? Ô fuck. Không vui đâu nha. Không vui nha. Tránh xa bố ra. Bố mày đang mắc ỉa. Tránh xa bố ra. No. Cách xa 2 mét. Covid rồi nhá. Tôi phải ra khỏi đây. Giờ làm sao để ra khỏi đây anh? Get the hell out of there. Bây giờ cút ra khỏi đây, biến ra khỏi đây. Giờ mình làm sao để biến ra khỏi đây? Chả biết là... Fuck you. Bây giờ cái điện đã hoạt động trở lại, mình nên dùng cái thang máy. Fuck you. Tụi mày đứng im đó nha. Cấm tụi mày động đậy nha. Mày động đậy đấy. Ok, tụi nó không động đậy. May quá mà tụi nó nghe lời mình. Nhưng không sao đâu thì. Fuck you. Tụi mày đứng im đó. Fuck. Cái này nó đủ rồi. Thang máy ở đâu vậy? Ủa? Đây là đây phải là lối ra chứ. Ok, tụi chắc tụi nó không làm gì mình đâu. Mình có một ý này. Chắc chắn chắc nói ta chúng 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 ta chết. What the fuck? Mình chỉ có sờ cái mui ca xe và mình lăn ra, mình đột quỵ và mình chết luôn. Fuck, nó bắt mình trở lại từ đầu luôn. Ok. Giờ mình đang thắc mắc là cái con quỷ nó đục vô mình có chết không nha. Đúng rồi, con quỷ chuẩn bị đục vô mình để mình thử coi con quỷ nó đục vô mình có chết không. Hai anh. Oh fuck, anh gần anh to vậy. Anh cao to đen hôi vậy nồi. Cách xa 2 mét anh ơi. Mình muốn cho nó đụng nhưng mà mình không muốn liều. Nói thẳng ra mình để muốn liều. Yes, nói thẳng ra mình để muốn liều tí nào. Ok, bye bye chú. Giờ mình đi đâu nhỉ?
Chắc là quay lại đường cũ thì chả biết mình phải đi đâu được. Thì that's what... Đó có phải điều mình nghĩ không? Điều chú nghĩ là điều gì? Anh mày để nghĩ ra. À đù, bây giờ cái chỗ này nó mở rồi. Adieu. Oh. Help me. Rồi, chắc chắn rồi. Mình thấy có cái xe với lại cái đường này cho nên là no. Cảm ơn bố mà em cần xe nha. Yeah, nhìn chắc chắn 100% đó là một cái bẫy. Yeps. 1.000.000% đó chắc chắn là một cái bẫy. Không thể nào đó là một cái xe của mình được. Yeah. Yeah. Yeah, giờ chỉ còn đường này thôi. À, thang máy đã bị ok, để mình tìm thử đường khác coi nào. Ở đây có một, chắc có một quãng đường có đường xuống nha nhỉ. Ok, mà cái định luật gì đây? Sao chúng mày không treo quá như một người thằng bình thường đi? Bên ngoài kia là thành phố à? À cái rừng gì? À địch còn mở đây là một cái bãi xe ở trong rừng. Đây là một bãi xe ở trong rừng. Các bạn tin nổi không? Xung quanh mình là rừng. Ok, nếu là mình ở trong cái tình huống này mình nên rỗng cái mỏ lên mình cứu. Cứu tao! Cứu tao! Tao mắc ỉ. Yeah, mình sẽ hét như vậy và chắc chắn sẽ có người đến cứu mình. Bởi vì tình huống khẩn cấp lắm rồi. Không có gì khẩn cấp hơn tình huống mắc ỉ đến gần chiếc xe và... Ô xe. Hai mấy anh, chị tập thể hả? Trên kia nó hiện lên là chết đi. Không, mình còn muốn sống. Ok, chào canh. Và mấy anh... mấy anh đã vô hiếp tập thể mình một cách không xếp hàng. Mấy anh lao thẳng vô mình chỉ để hiếp mình thôi. Game The Parking Lot, nói chung là nó khá là ngắn nhưng mà được cái là yeah, mình cũng có gọi là sợ nhưng mà hồi sau thì khi mình đoán trước điều gì sẽ xảy ra rồi cho nên thì mình chả sợ chút nào cả. Ok, cảm ơn các bạn đã xem được. Bên nếu các bạn muốn chơi game này thì mình sẽ để đường link ở dưới cho các bạn vô và các bạn tải về tự trải nghiệm á. Phải tự chơi, tự trải nghiệm á thì nó mới gọi là thú vị được. Các bạn xem mình chơi không có gì thú vị đâu. Chơi game này đi. Yeah. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem được một bèo. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Like, nhớ like, đăng share, đăng ký các kiểu ha. Bẹp ao tặng các bạn. Giờ là các bạn gửi video lần sau. Bye bye. Ciao ciao.